Một người nha, em có hai con máy này để giá rẻ cho một người, giá tốt cho một người ha. Về dọn dùng hay là dọn lên bán làm chuột, hai con đều làm chuột, đều ngon hết nha. Một con G40cc. Nó đẹp. Một con G36cc. G40. Máy này nòng nó đều ngon hết. Mặt tiền còn khá ổn nha. Này nó dây cái lò xo nó yếu á, mọi người về vệ sinh đây, máy chưa vệ sinh bên trong á nha. Hai con này để rẻ cho mọi người là 2 triệu mốt nha mọi người. Hai con này là 2 triệu mốt nha, cả hai bán cả hai con là 2 triệu mốt nha. Rồi, chào mọi người nhé.